Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, truyền thông chính thống phất lờ bê bối chấn động của bố con nhà Biden, đó là bài viết của tác giả Lê Việt Quốc và sau đây là nội dung chi tiết. BBC, New York Times, The Guardian, CNN, Washington Post, CNBC, vân vân. Tất cả đều thuộc truyền thông cánh tả chống Trump và gọi các cuộc biểu tình bạo loạn là ôn hòa, không tránh né, tổng thống trump gọi thẳng phóng viên là tội phạm vì lờ đi vụ bê bối của nhà joe biden mạnh mẽ và thẳng thắn tổng thống trump đã chỉ thẳng tay và cũng chẳng hề nói quá lời khi gọi một phóng viên là tội phạm vì truyền thông cánh tả không đưa tin về vụ bê bối chấn động có sự ảnh hưởng của joe biden liên quan đến con trai ông ta khi đang ở sân bay trong trận đi di chuyển giữa các cuộc vận động tranh cử một phóng viên hỏi tổng thống trump chiến lược tranh cử của ngài dường như gọi biden là tội phạm tại sao vậy tổng thống trump không chút do dự đáp trả nảy lửa anh ta là một tội phạm anh ta là một tên tội phạm anh ta phải bị bắt đọc máy tính sách tay của ông ta và quý vị biết ai là tội phạm anh ta là một tội phạm vì không đưa tin về việc đó anh ta là một tội phạm vì không báo cáo nó phóng viên nói điều đó không rõ và tổng thống trump tiếp tục nói hãy để tôi nói với anh điều này joe biden là tội phạm và ông ta đã là tội phạm trong một thời gian dài và anh cũng là một tội phạm và giới truyền thông nữa vì đã không đưa tin về điều đó quả thực không hổ danh khi kẻ thù và đối thủ chính trị đặc biệt đặt danh cho ngài tổng thống là nói năng văng mạng và thô lỗ nhưng không thể không đồng ý với tổng thống trump về điều này cánh truyền thông dòng chính đã đồng phạm với ứng viên joe biden và khi hoàn toàn lờ tịch vụ bê bối chấn động của gia đình nhà ông ta. Chính Biden đã tự mình thừa nhận điều này hơn 2 năm về trước và các phương tiện truyền thông hầu như không đưa tin về nó. Nếu tổng thống Trump và con trai ông, ví dụ như Donald Jr Trump, dính líu đến vụ bê bối kiểu này thì giới truyền thông biết chuyện từ lâu liệu có thể để yên cho gia đình nhà Trump hay không? Bản thân truyền thông cánh tả cũng đã từng bình luận về câu chuyện kỳ lạ khi con trai của ông Biden được công ty Brusma Ukraine mà không hề có kinh nghiệm về ngành dầu khí. Đây là một bản tin hiếm hoi về sự kiện này của công ABC News vào giữa năm 2019. ABC News đã đưa tin nó và hoàn toàn quên mất hay cố tình quên. Cả một tuần đầy tin tức chấn động khi các email bom tấn trong ba chiếc máy tính sách tay của Hunter Biden được hé độ, cho thấy liên kết giữa trực tiếp của ứng viên Joe Biden với vụ đời bối này, cả ABC News hay là bất kỳ phương tiện truyền thông dòng chính nào đều im tin tít và lặn mất tâm không đưa ra bình luận gì. Vì vậy, khi Tổng thống Trump gọi đích danh những phóng viên cánh tả này là tội phạm là hoàn toàn có lý của nó, sẽ có biện pháp chế tài và chắc chắn đám thổ tả sẽ phải trả giá đắt không xa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết của Lê Việt Quốc Truyền thông chính thống phớt lờ bê bối chấn động của bố con nhà Biden. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.